Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viral 1/10/2009, phiên bản màu hồng mang cho mình rất nhiều đồ chơi xịn sò. Cái bản đồ Viral 1/10/2009 bên dưới đây công sẽ sổ cho mình một cái diện mạo bên ngoài mang phong cách màu hồng đáng yêu, nhưng cũng không kém phần phong cách thể thao. Không chỉ thế, cái chiếc xe này còn khiến người xem phải trầm trồ bởi cái sự chịu chi từ người chủ khi lên cả phanh đĩa sau cho cái chiếc xe hôm nay. Ngoài bộ cánh màu hồng ra, chiếc xe còn sổ một vài chi tiết nhựa nhám được ốp đặt vào mơ để làm cái chút điểm nhấn kẻ máy. Kế đến là cái bộ cặp cụm mà người chủ hướng tới là anh cho áo phanh dầu, mang mức giá khoảng là 3 triệu đồng tay. Còn có quản lý phanh đường sau là cái dòng tiếp em rất thân quen. Trên chân trước là một cái chú heo dầu Bilis 2 mít đế xứng, được tinh chỉnh làm phép phù hợp trên địa thắng của Rainbow Oversize. Đi cùng với sợi dầu đỏ bấm đầu và cái bộ mâm chim được giữ nguyên bản, chưa có những thay đổi. Phần ống xả được giữ nguyên theo xe, chỉ thay là cái phần combo bằng chất liệu titan cho khả năng chịu nhiệt tốt và độ bền cao hơn, không bị hoang rỉ sau một khoảng thời gian dài sử dụng. Phía sau cái chiếc xe này, cây phục nguyên bản đã được thay mới lên thành cây phục Holin với cái khả năng điều chỉnh cái độ nhún nhảy hồi trả, phù hợp hơn với điều kiện vận hành trên từng các cung đường và tải trọng khác nhau, chống xe đắp khi đi tốc độ cao. MX bản độ quá nóng bỏng với rất nhiều chi tiết đồ chơi độc đáo. Với một thiết kế tương tự như các dòng xe mô tô nhưng có kích thước nhỏ bé, MX 1.5 luôn là một cái lựa chọn hàng đầu của những anh em đam mê xe và thích độ chơi. Tìm kiếm cho mình những cái chiếc xe độc lạ thực hiện. Và cái chiếc xe độc dưới đây đến từ Siêu Nguyễn, được thực hiện rất thích chơi, là một ví dụ rất điển hình. Đầu tiên mình xin nói về cái phần động cơ khá là mật với bộ nội thất quà dành riêng cho cái dòng là MX, mức giá khoảng là 10 củ một bộ. Mức giá này chưa bao gồm dây dầu đi cùng với bộ tản nhiệt nhớt nằm ở phía bên trên cái phần đầu bộ con xe. Đối với cái phần động cơ này có quá nhiều chi tiết được thay đổi, nhưng kiến thức của mình biết về cái mẫu MX còn ít, nên anh em nào biết hãy ghi cái phần comment mình nhé. Phần chắn ba trên và ốp giữ ghi đồng được gia công chất liệu nhôm CNC vô cùng tinh xảo. Nói về ghi đồng ở bên trái thì có cụm công tắc Daytona kết hợp cùng với kính hậu ngộ nghĩnh, cùng với đó thì đính từ Jetaco. Còn phía bên phải là cụm hắn Rainbow Costa kết hợp với ốc xả gió Soli, đi cùng với bình dầu Gristip dùng làm ổ khí dầu. Ngoài ra còn có sự hiện diện của cụm tóc thì đính từ Active. Và cái phía dàn chân trước là một cái sợi dầu heo bấm đầu kết hợp cùng cái dầu quýt up của Simon mà người chủ đã chia sẻ với chúng tôi, mức giá khoảng là 7 triệu đồng bao gồm cả chi phí đặt hàng về tấp nam. Phần chè được ốp carbon nhẹ nhàng tạo chút điểm nhấn khá thú vị. Cái dàn ống xả Power Racing dành cho cái dòng xe này đi cùng với combo được làm bằng cái điện titan ôm nhẹ nhàng theo cái khung sườn của cái chiếc MX độ vô cùng ấn tượng. Phần bô cũng là một sản phẩm đến từ xứ hoa anh đào, và coi nói người chủ là một fan cuồng của những món đồ chơi đến từ đất nước Nhật Bản. Bộ sợi đơn kết hợp cùng với cấp nhôm crash đã làm cho bản đồ sang chảnh hơn rất nhiều. Liên đạc cùng với đó là phục Holin bình dầu liền thay thứ hai, thay thế trên bản bình dầu rời khá rườm rà như trước. Trên chiếc sử dụng bộ mâm CC nguyên khối mang giá trị liên hành. Hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng cái bé trai từ phía xa xa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nhớ like và subscribe.